Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa phối hợp với AX Trade Việt Nam, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản JETRO, tổ chức họp báo và ký thỏa thuận hợp tác công bố tổ chức triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 và triển lãm công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam lần thứ 14. Chia sẻ tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế, chính sách, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có những hiệu quả rõ nét. Việt Nam đã có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện, trong đó có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. Số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hiện chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Theo ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện JETRO cho biết, theo khảo sát của JETRO, tỷ lệ thu mua nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng từ 28% cách đây 10 năm lên 37% vào năm 2022. Mặc dù tỷ lệ này đã tăng nhưng vẫn còn rất chậm so với tốc độ phát triển kinh tế của cả hai nước. Vì vậy, triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản là sáng kiến nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Năm nay có 22 doanh nghiệp trưng bày của Nhật Bản mong muốn được mua hàng từ các nhà sản xuất địa phương Việt Nam tại triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 và hơn 200 đơn vị là các nhà sản xuất, phân phối, kinh doanh, các hãng chế tạo công nghệ và máy móc tiên tiến đến từ 20 quốc gia tham dự triển lãm quốc tế về công nghiệp chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023.